người, mình là Thủy. Rồi hôm nay mình có một cái buổi phỏng vấn sau khi mà học xong cái chương trình lấn vần tiếng Anh. Thì cái câu đầu tiên á, là mình tìm thấy cái chương trình ở đâu. Thì là mình cũng học tiếng Anh từ lâu rồi. Và mình cảm thấy là mình cũng nói, mình cũng giao tiếp với người nước ngoài, nhưng mà không thật sự tự tin khi mà họ hỏi lại mình khi mình đã nói cái từ gì. Rồi sau mình cũng vẫn phải tìm một cái phương án nào đó để mà giải quyết vấn đề này. Thì mình cũng có đi một vài trung tâm, rồi sau mình cũng lên mạng, mình tự học và mình tìm thấy ở chỗ Anchor này. Và mình cảm thấy đây là một sự lựa chọn rất đúng của mình. Các thầy cô rất là nhiệt tình, phương pháp rất là cụ thể và tùy theo cái mức độ học của nhân viên. Cái câu hỏi thứ hai là sau cái chương trình này thì là mình tiến bộ được gì. Thì bây giờ mình cảm thấy là mình rất là tự tin khi mỗi lần mà mình đọc, giả sử như là có một cái từ rất là đơn giản, từ truyền thông, từ media, nếu như ngày xưa mình sẽ đọc là như vậy, nhưng mà bây giờ sau cái khóa này mình sẽ đọc là media, là bạn sẽ biết nhấn ở đâu rồi, cái trọng âm nó như thế nào rồi, cái nguyên âm sẽ đọc là như thế nào. Thì nếu như các bạn đang băn